bà đi lên luôn, bà đứng bà mỏi chân quá, bà đi lên luôn rồi. Chưa nói chuyện. Bà mỏi chân quá, bà đi lên rồi. À, bà xuống chơi chút xíu bà ơi, con đi vòng vòng cô bác chị dò. Rồi cái giường này, Ủa cái cái giường giường này thì tối có ai ngủ không bà? Không, cái giường này ở gì biết sao không? Dạ. Trời ơi. Nhưng mà thấy người ngủ thấy bà già đó cứ đuổi đi hoài à. Là sao bà? Sao gì? Có bữa đó biết sao, bữa đó có mừng tôi, có nói đẹp, có tôi nói chung là ốc cái chạy rồi nhà trên. Là cái giường này bà mua mua cũ rồi hả? Ừ. Trời, bà nói, cũ rồi. Bà nói cái làm con nổi da gà thiệt luôn á. Thiệt đó bà con đứng kế bên là làm như ai xìu xìu chân con vậy. Ơi, con nhịn bà. Thôi con hai anh em con đâu 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 mà bà bây giờ bà nói lại cái câu chuyện hai anh em con cũng xin phép rồi có gì dạ. Thì bề trên phước mặt phước mày cũng bỏ qua vậy thôi, bà kể cho tụi con nghe thử coi như thế nào không bà. Nguyễn xin kính chào toàn thể quý ông bà cô chú anh chị kính mến. Hiện tại thì Phong đang ở dưới ấp 1 xã Tân Bủ, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thì ít ngày qua thì Phong cũng có nhận một cái thông tin là ở đây là có một cái người bà là cũng 80 tuổi rồi, thì ở một mình ở trong căn nhà đây nè. Thì cũng có cô chú cũng dẫn Phong tới đây là nói bà là chỉ có ở một mình, không có chồng, không có con. Thì thật sự là nó khó khăn là đủ thứ hết. Thì vừa qua thì cũng có bên mà xã thì cũng cấp cho bà một cái nhà tình thương ở đây, nhưng mà cũng đã cũ nát rồi. Thì thôi bây giờ thì không để tốn thời gian của ông bà cô bác nữa, thì Phong cũng muốn vô đây để chia sẻ một số ít hình ảnh để gửi đến tất cả những ông bà cô bác trên mọi miền đất nước để xem xét và đánh giá cái hoàn cảnh của cụ ở đây, cụ Hạc. Thì thôi mời ông bà cô bác cùng đi với Phong nha. Dạ, giờ mời ông bà cô bác đi với hai anh em luôn ạ. Đây thì cũng có vô sẵn rồi, hồi nãy cũng dẫn Phong với anh Khánh á, thì đi bỏ xe phía trước cô bác chị. Dạ. Ở nhà ở đây luôn hả bác hai? Ở nhà của bà cô đây nè. Ủa sao không thấy ở đây mình để mấy cái bếp trên đây mình nấu luôn hả? Bà cụ sống có mình à, bà để bếp nấu là tự ăn luôn. Ở đây là bà nấu ở đây luôn à. Thì bác hai có thể chia sẻ cái hoàn cảnh ở đây nó rõ, nó chi tiết không ha? Thì bà cụ năm nay 80 tuổi, bà cụ không có chồng con, rồi sống với cháu trai, mà cháu trai mất rồi. Cháu trai mất rồi, giờ bà cụ sống với cháu dâu mà cho miếng đất cất nhà tình thương tay đồng kết. Dạ. Kiểu này nhà tình thương này, nhà này 2008 cất rồi, 2008 luôn bác. Đúng rồi. Dạ. Thế đây là cũng bao nhiêu năm rồi sao? 2008. Chỉ cho lên thôi. 21 là bắt đầu mới nó mới tô. Mười mấy năm rồi lên nó cũng lâu rồi. Mới đầu thì cắt có cái sườn không à. Đó. Rồi xong á mới cho kiểu như là chị em đồ ấy, xong bà con ấy cho mới tô lại dạ. Cho cái nhà lại thôi dạ. Chứ còn hồi cho thì chỉ có lên cái sườn đó dạ. Một cái người quen với gia đình của bà ở đây làm sao cô? Giống như bà ở xóm. Ở xóm thì thấy bà này cũng neo đơn. Rồi hết giờ cũng nhờ chỗ cậu nói chỗ anh Tâm nè. Dạ. Rồi hỏi nhờ thì mấy chị đánh nhà bà đi dạ. Đi cũng nhờ các mạnh thường quân thì giúp đỡ cho cái bà cụ này. Nói chung là cũng neo đơn từ nhỏ lớn giờ sống thì họ có một mình, không chồng không con. Rồi sẵn thì tới nhà thôi mình cũng vô bên trong để trò chuyện với bà tí hả cô? Dạ dạ. Sao bước chứ? Ở dưới quê thì cô chú thì cũng hơi ngại ngùng á cô bác chị. Thôi bây giờ ông bà cô bác cũng đi theo chân của hai anh em nha. Dạ bà tên là bà Hạc hả? Dạ. Dạ. Ông bà có khẩu trang không? Đây. Bà có khẩu trang mà lấy bà đeo vô để. Bà lấy khẩu trang tụi con đi xa. Để đứng ngồi đó thôi. Cô bác chị xem khẩu trang ở đây bà máng là bà xài. Cái này con xài dồi quá. Rồi bà xài rồi bà cất bà để lại thôi. Đâu có cái mới có hộp không kêu. Có nói trọng tủ á. Củi. Rồi. Củi nè cô bác chị xem nè. Ở đây là bà để củi đây để nấu. Cũng đi lượm vòng vòng vô. Lượm vòng vòng á về để xong rồi. Tủ không. Trong thời gian không có biết xài điện luôn gì hết. Ý vậy ha. Có đây. Đây nè ông bà cô bác ơi, khẩu trang mà bà để dành bà đeo đây. Bởi vì ở con cho thần nó bảo vệ sức khỏe cho bà nha. Ở con thần mình trời, bà che mất luôn rồi. Rồi. Dạ. Rồi. Con tụi con ở dưới Bến Lức Long An thì bữa nay lên thăm bà ở đây ở ấp 1 Tân Bủ Bến Lức Long An luôn. Dạ con thì tới con chia sẻ hình ảnh hoàn cảnh của bà thôi. Chứ bà sống ở đây một mình luôn hả? Sống mình luôn. Dạ. Sao bà không chịu lấy chồng hay sao?
Con xin phép con gắn cho bà nói chuyện cho lớn nha. Người ta chơi mình mà. Đó chắc bà kém quá nên bây giờ chưa có ông nào không có bên cạnh bà nè. Bà ở đây thấy nóng dữ rồi bà. Mấy to nó hắt nóng ghê. Mấy nóng thiệt. Nóng dữ mưa dột. Dạ, mưa. Này mưa dột quá con. Dạ. Này tắt. Cô ngồi đây luôn đi để cô đứng. Cái ngôi nhà này cấp cái này là cũng mười mấy năm rồi. Hai ngày lẻ tám. Rồi là ba cái củi này là bà lượm vòng vòng hay là sao bà? Lượm vòng cho. Nhiều cái xong người ta thấy mấy bà con người ta thấy gì cái nó cho. Để về đợi bà bưng lên cho bà chồng. Đó. Sáng rồi bà ăn uống mấy củi rồi. Hai củi rồi. Trời. Ăn gì? Sáng giờ ăn gì? Đâu bà dẫn con xuống bà cho con coi bữa nay bà ăn gì? Bà ăn gì? Bà dẫn con đi á. Phải khó, phải khó cô. Bà dẫn con cho con đi vòng vòng tham quan ngôi nhà bà. Bà dẫn nhà sao đây cô? Hey, bà 80 tuổi nhưng còn rất là khỏe luôn. Còn khỏe. Cũng còn hôm hồi nãy giờ trò chuyện có ít phút thôi. Nhưng thấy bà rất là minh mẫn luôn á. Rồi con đi với bà nha. Bà giấu tiền hả? Giấu tiền thấy không? Thấy nó lâu mò mò cái Dạ. Dạ bà đi, nói đi bà đi cũng hơi khó khăn. Dạ. Đây cái ổ điện đó mà bà nó ổ điện không máy được. Bà không có biết xài điện luôn nên là hàng xóm cũng cho xài ké. Dạ. Xài ké. Tôi thui rồi bây giờ chắc ông bà cô bác mà không có thấy rõ. Trời ơi, trong nhà bà có con ổ chuột nữa. Trời ơi. Ôi, ổ chuột nữa này. Có đèn không? Mở đèn cho sáng sáng. Không có, ổ chuột tôi đạp nó mơ hơi ấy đó. Dạ. Nó bằng. Trời ơi. Trong nhà có ổ chuột luôn bà ơi. Có ổ chuột luôn không? Giờ bà thấy chuột không? Thì tối cho bà ngủ giống bà chuột nó chạy dần dần luôn bà sao ngủ. Dạ bà ăn cơm chị. Đây. Đâu bà quay qua. Con cho con dở nồi bà nha. Nha bà. Đồ cơm không quá. Trời ơi, đồ cơm chất lượng luôn bà. Bà ăn đồ cơm trắng luôn nè. Trời ơi. Ngon luôn, rất là ngon luôn. Dạ bà nấu bằng củi hả bà? Củi. Đâu có gì em bưng qua coi. Đây nó hơi chật quá ông bà cô bác ơi. Nó tối quá à. Chắc cô bác không thấy rõ. Đây nồi canh dao. Trời canh rau. Canh dao nè. Trời canh dao dền. Rồi bà đi lên luôn bà đứng bà mỏi chân quá bà đi lên luôn rồi. Chưa nói. Bà mỏi chân quá bà đi lên rồi. Bà xuống chơi với phía bà ơi. Con đi vòng vòng cô bác chị dò. Cái giường này. Ủa cái giường này thì, tối có ai ngủ không bà? Cái giường ở gì biết sao không? Trời ơi. Nhưng mà thấy ngủ cái bà già đó cứ đuổi đi hoài à. Là sao bà? Sao gì? Có bữa đó biết sao, bữa đó có mừng tôi cái nói đem có tôi nói chung là ốc cái chạy rồi nhà trên. Là cái giường này bà mua cũ rồi hả? Ừ. Trời ơi, bà nói rồi. Bà nói cái làm con nổi da gà thiệt luôn á. Thiệt đó bà. Mà bà con đứng cái bên là làm như ai xìu xìu chân con vậy. Trời ơi con nhịn bà. Con hai anh em con đâu xin... đâu mà bà bây giờ bà nói lại cái câu chuyện hai anh em tối. Con cũng xin phép rồi có gì dạ. Thì bề trên phước mặt phước mày cũng bỏ qua vậy thôi bà kể cho tụi con nghe thử coi như thế nào không bà. Tại nói bữa đó ngủ rồi con cháu dâu thôi mới nó đêm cái thương trời mưa gió cầm chân cầm đổi dạ. Rồi cái bà già nó bắt hiểu có thứ nói trời đất ơi phụ ma sao ta tôi nói vậy hả dạ. Tôi nói mình tôi hả cái tôi chạy nhà trên tôi chạy nhà trên tôi cho mua dám tôi ngủ à, cái giường này bà ngủ bị mấy lần hay là bị một lần bị hai ba lần hả? Hai ba lần luôn là khiều chân bà ừ. Có nói gì bà không không dạ giờ sao mà bà không ấy luôn rồi bà để ở đây để chất củi chất gì chất dạ để con thấy cái giường sắt này nó chắc bà cũng để lâu lắm rồi không ừ. Ngủ nên nó mới mục có về luôn á ừ. Cái giường này thấy cũng chắc quá trời luôn mà bà để đây giờ bà không có sử dụng luôn mà cô không dám xài hồi nãy bà nói kiểu đó đâu không dám xài luôn à, đây cô bác anh chị nè đây là có một cái giường mà bà lúc trước á là do một cái người quen thì cũng có mua giúp cho bà để bà nằm ngủ á nhưng mà tối thì bà lúc trước bà hay về và nằm ở đây á bà nằm ngủ ở đây nhưng mà tối là bị có người khiều hoài nên bà phải lên trên phụ gián thì thôi bây giờ thì thôi con thấy cũng sợ quá thôi mình lên phía trên thôi bà dạ thôi lên đi bà. con nghe bà nói con cũng nói con Phong mới lại là lần đầu tiên mà bà nắm tay Phong bà lôi đi luôn rồi bà nắm tay bà đi trời ơi nắm tay
chưa gì hết và nắm tay Phong là mới là vô chưa được 20 phút nữa. Nếu mà chơi một ngày với bà chắc nãy cơm con ăn luôn quá. Dạ. Ô, bà ở nhà ngon cơm rồi, có cái lịch tiệm vàng Minh Thành luôn. Không. Mà mua vàng mà sao bà ở đâu bà? Này. Trời ơi, sao cái lịch không có lóc bà? Không có lóc. Trời ơi, nãy con đi xuống mà chiều chút con về mà bà mất vàng đừng đổ thừa con nha. có lịch mà để tiệm vàng luôn. Đây, đây cô bà. Đây nè, nè. Con xin phép nè, đúng rồi, tên của bà nè. Nè, cụ Nguyễn Thị Hạc, sinh năm 1938. Ở ấp 1 xã Tân Bủ, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đó, bà là mừng thọ luôn, là bà 80 tuổi rồi các bác chị. À, năm sinh luôn. Sinh 1938 á. Sáng cho bà cũng ăn cơm rồi. Bà nói sáng giờ là bây giờ giấc trưa là ăn 2 giác rồi, vậy là tổng cộng ngày bà ăn tới 6 giác được. Có bà. Bà ăn 6 giác được hả? Ghẹo bà đó, trong khi bà đừng có buồn, đừng giận con nha. Giận gì cũng không. Giận bà ở với ai à? Bà ở mình. Dạ. Đây có cây văn mùng của bà chính giữa luôn để dạ. Tối bà văn mùng phải không bà? Cái cây này để mùng văn không? Ừ, ở dưới quê là cái cây này để văn mùng nè. Tối bà nằm ở đây bà dạ. Lăn đả luôn á. Có mình bà. Ủa giờ trên đây bà ngủ trên đây đâu có bị khều đâu phải không bà? Không ai khều hết á. Nói sao tôi là lỡ khó chắc bà điện thoại con chết con luôn á. Ê bà trên trước là bà nhóm lửa đó mà nấu cơm hả? À. Sao bà ở dưới bà không giống mình nấu ngay cái chỗ mà đường đi vô đi ra thấy nguy hiểm quá bà. Đến mai mốt có tiền, mai mốt tết người ta cho tiền cái không cái chòi nó nấu cơm. Dạ, là bà muốn cất ở riêng cái ngoài đây. Dạ, trên trước. Dạ. Để con coi lên coi nước sinh hoạt của bà coi nó đi vô ngoài đây cho nó sáng luôn bà. Sẵn tham quan luôn. Bà đi bà có mệt không? Bà đi bà có mệt không? Bà đi được không? Thấy con ẩm bà đi đâu ạ? Ờ. Đây con nước chỉ sạch nè cô bác chị. Ừ. Nước này là cũng nước máy à. Dạ. Nhưng mà xài 10 ngàn không thối nữa. Dạ. Bà ở đây bà dạ. Có nuôi gà hả? Có nuôi gà của nhỏ kia. Dạ. Trời ơi, gà qua đây. Dạ, qua đây luôn. Ừ. Giờ bà lấy trứng bà ăn nha. Ăn được không bà? Không có ăn. Dạ. Thôi. Thôi cho. Nghe nói lấy trứng ăn cái nó bay rồi. Hồi nãy cô bác anh chị nè. Rồi lớn tuổi nó giờ bệnh tật nữa. Cũng đâu biết sao đâu. Mấy cái giờ mình bỏ hả bà ha? Bà đây chừng mời qua qua lần là bà bỏ. Rồi bà có khi nào bà mơ ước một cái điều gì đó không bà? Mình mơ ước gì? Trời. Dạ. Mơ ước có tiền có tiền ăn thôi à? Dạ. Tiền ăn hàng ngày thôi phải không bà? Tưởng đâu nghe bà nói mơ ước có ông nào gì tối ngủ chung rồi đó. Còn kiếm ông già luôn. Có lắm. Thôi để con chúc con xin mạnh thường quân nha. Để con điện thoại lên cái là xin mạnh thường quân là được không để cho bà ít tiền. Bánh uống sữa. Dạ. Dạ. Ở đây thì nếu mà bà có gửi ai là mua sữa uống được mà. Có hả cháu? Bà có chị này được không? Dạ. Chị mua sữa, đi mua sữa rồi cho bà nè. Dạ. Gửi mua gửi để đồ ăn dạ. Vậy cái cô đem xuống là lấy trước cho kêu bác Lam lấy. Dạ. Dạ. Tại nãy con đi vô cái đường ngay góc ở đây á mà sao nó vắng quá, kiếm cái tiệm tạp hóa mà đi mua lốc sữa mà cũng rất là khó. Dạ thôi để cho ha. Thôi bây giờ bà muốn uống sữa không ha là con chạy vô mua sữa cho bà luôn. Cảm ơn cháu. Dạ. Sao bà khóc hả? Có tuổi. Nói gì tưởng đâu mà khóc, tưởng đâu mà khóc là con ở đây với bà rồi. Tên nó bà không khóc thôi là con ở đây là mệt không nữa rồi. Bà thấy bà tuổi thân hả? Dạ, lâu quá rồi có con cháu ghé thăm bà nhiều không? Rồi bữa nay con đi mà tự nhiên tới giấc trưa rồi nắng quá trời mà sáng thì con Vinh Khánh chưa có ăn uống gì bà. Giờ nhà bà có đồ ăn không cho con ăn ké rồi bà. Có nãy có cơm, nãy có cơm có canh rồi bà. Nãy con thấy cái nồi cơm với nồi canh nó dưới còn á. Bà cho con ăn không? Không à? Dạ. Sao không? Bà nói gì? Sao quá? Sao cái nồi sao cơm có chú. Nè có hai cô này là hai cô bà kêu bằng cháu là cháu.
thường cũng giúp cho bà đây giúp hàng ngày sớm tối là có hai cô này thôi. Hai cô này cũng lâu lâu là mua đồ ăn, nhưng mà cho có cơm canh nữa cũng cho bà có uống. Cơm canh giống như là dạng như cháu mà cháu dâu, dần cháu ruột thì chết rồi, không còn nữa dạng vậy á. Dạ. Như là coi như là bà cụ này nêu đơn từ đó tới giờ. Dạ. Nói thì đây cũng có cái duyên đi nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ cho bà, vừa có bà ăn uống hàng ngày, khi bà trăm tuổi già thì có hồi hướng công đức hết cho tất cả cái huynh đệ nào mà hỗ trợ cho bà. Dạ. Dạ. Bà nắm tay con chặt quá vậy. Trời bà đi, bà đứng. Không cho hả? Con giả bộ bà, tại nãy bà nói cái vườn như sao ông sợ quá. Con thấy bà nắm tay đó con thấy ngộ ngộ. Dạ. Cái vườn không còn dạ. Nhát. Nhát rồi nhát rồi, về nhát tới mình đánh nhát rồi. Đó. Ok đó con chàng. Dạ. Sao sao. Dạ. Dạ dạ. Chẳng mình nói nó mới giàu chứ. Cô cũng hơi sợ. Dạ, dạ. Cái vườn nó làm cái vườn ấy hả bà ha. Thì nãy là Khánh cũng có xin phép là ông bà khuất mặt khuất mày rồi đó thì nói qua thôi thì chứ. Thôi bữa nay thì em vô đây thì chị trước nhất là em thăm bà, và bên cạnh đó thì cũng chia sẻ hình ảnh, thì chị có muốn gửi một cái lời nào đó đến những ông bà cô bác đang xem cái video của em là Phong với anh Khánh ở đây không? Thì trước tiên mình thì cũng là người hàng xóm. Giống như có một bà cụ này neo đơn thì hôm nay cũng nhờ các anh chị mạnh thường quân thấy được cái tấm lòng của bà này neo đơn cực khổ, thì nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ cho bà để bà có chén cơm ăn khi bà trăm tuổi già, mái nhà cũng rách nát hết rồi. Nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ giùm bà, chân thành cảm ơn. Cái nhà đây là nó mục hết rồi nè. Dạ con là con Khánh Phong muốn nói gì không? Do xin dạ, nó một hết rồi nè ông bà cô bác ơi. Chị cũng thôi chị cũng đại diện cùng gia đình này cũng như gần của với bà, cũng như cháu của bà cháu dâu thôi. Thì nhờ mấy chú mấy cô mấy anh mấy chị mạnh thường quân gần xa thì giúp đỡ giùm cho bà già neo đơn quá thì dạ. Cho bà có chút đỉnh tiền ăn uống. Dạ. Rồi giữ gìn sức khỏe lúc tuổi già. Rồi cũng dạ. Cảm ơn hết tất cả anh chị em thì cảm ơn Phong dạ. Và Khánh. Còn mất dạ. Hai kiếm trái cây vô ngoài ăn hốt hai. Hai vô phát biểu ít ý kiến nha để cho mạnh thường quân với cô bác hiểu rõ nhiều hơn. Đây bác Hai đang đi vô nè cô chú anh chị ơi. Dạ. Mình ở người ăn ở là hàng xóm. Thấy dạ. Bà cụ neo đơn Khánh với Phong hỏi mình cũng chỉ đến đây cũng quay cho bà cụ. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ cảm ơn bác Hai nha. Dạ bác cảm ơn bác Hai. Cô bác ở đây thì cũng người dân dưới quê nên nói chuyện cũng rất là khó nói, nhưng mà nhầm khi ít lên màn ảnh đó nên rất khó là nói chuyện, nên ông bà quán thông cảm nha. Thì hồi nãy thì con cũng tới thăm bà rồi thấy bà cũng lớn tuổi. Rồi không có chồng, không có con. Rồi thức ăn thì cũng giống như mà cũng thiếu thốn. Rồi hoàn cảnh thì cũng nói chung là cũng khó khăn á. Thì con cũng muốn giúp cho bà một ít tiền nha. Bà cảm nhận thấy sao bà? Có được không hay sao bà? Bà có nhận không? bà không nói nên lời luôn rồi. Bà có muốn nói gì con không? Bây giờ con cho bà 100 nha. Ôi 100 được không bà? Được. Dạ. Thì bà ý mà nói gì hay nói đi. Bà muốn nói gì không? Không cho bạn chăm được không? Dạ thì Phong cũng trích một phần tiền của mạnh thường quân thì gửi cho bà. Bà dòm tiền không? Dạ. Bởi vậy cô bác anh chị thấy là mấy cô bác lớn tuổi á thì tiền nó làm cái tăng thêm cái niềm vui, tăng thêm cái sức khỏe. Thì Phong cũng phải thay mặt của mạnh thường quân á, là nhất là cô Sáu, thì Phong gửi cho bà số tiền của cô Sáu là 500 cho bà nha. Dạ cô Sáu, bà dòm là mạnh, cảm ơn cô Sáu nha. Cảm ơn. Dạ rồi con nữa, còn nữa nha bà, còn số tiền này của chị Thủy Linh Hồng Cường 500 nữa. Đúng không? Không nhìn ra màn ảnh nè. Dạ. Dạ. Thôi để con cho bạn một phần nữa đi. Của anh John. Anh John là một cái người anh trai của con.
thì ảnh gửi vào cái kênh của con giống như mà cô bác gửi vô để giúp cho hoàn cảnh, thì con xin phép là tặng số tiền của anh John. Dạ. Gia đình của anh John là cho bà nó 500, là tổng số tiền là của tổng số tiền ba tiệc ba mạnh thường quân á là 1,5 triệu. 1,5 triệu. 1,5 triệu. bà cũng ngại đó. Sao giờ cũng đâu có lên màn hình đây. Bà cầm con, bà cầm bà rung quá trời luôn kìa, hồi đó chứ trời ơi đâu bà nhét vô bà nhét lấy lại rồi bà, sao bà nhét nhanh vậy? Bà rung kìa, bà tay bà rung quá trời, tay bà rung quá trời luôn. Cảm ơn nè. Dạ dạ, thì sao bà rung dữ vậy? Thì tại vì bữa nay á, thì tôi hai anh em con á, cũng muốn là qua, trước hết là cũng qua khảo sát, nhưng mà thấy hoàn cảnh của bà cũng thực sự là cũng thương quá. Vậy Phong cũng trích cái phần tiền mà trong cái quỹ của Phong á, thì cũng gửi tới tới bà. Dạ, vì Phong nói tiếp với Phong. Sao bà thở dữ vậy bà? Thôi bà mừng quá. Bà rung quá trời. Còn chịu bà à, đó giờ bà dạ. Đó giờ chưa có số tiền lớn này luôn à. Nè, cô bác chị nè, anh Khánh nè, Dung nè, thấy cái ngực của bà hơi thở rất là dồn dập, rất là mạnh luôn, nãy giờ thấy rất là nhanh. Thì Phong thật sự là Phong rất là vui, rất hạnh phúc khi mà có số tiền của cô Sáu với chị Thị Linh Hồng Cường, Thảo Linh Hồng Cường và anh John, là tổng số tiền là 1,5 triệu. Cái niềm vui, cái sự hạnh phúc rất là lớn dành cho một người bà ở đây. Thật sự là Phong cũng cảm ơn cô bác anh chị và cảm ơn tất cả những mạnh thường quân đã tin tưởng Phong mà trao những số tiền. Bà có mệt, bà đeo khẩu trang có mệt không? Hay là bà gỡ khẩu trang ra đi? Không, không có mệt. Có mệt không? Thấy bà thở quá trời luôn. Bà hồi hộp, có tiền nhiều rồi bà hồi hộp nữa. Trời ơi, bà cứ nhét bà sợ. Bà tụi con nó không? Để tụi con mốt về. Bà nhớ tụi con không? Mốt rồi có dịp tụi con qua, rồi ông bà cô bác Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước á, thương bà thì gửi quà tới, thì tụi con sẽ tới thăm bà tiếp. Giống như cũng cảm ơn các mạnh thường quân anh. Dạ. Chị xa gần rồi hai em. Dạ. Đại diện đến đây để trao cho bà một món quà. Dạ. Ở giờ đây là tấm lòng với tình thương. Dạ. Hỗ trợ cho bà với cho có bà ăn uống hàng ngày để cuộc sống bà cho bà khỏe mạnh. Nói chung là vượt qua mùa dịch này cũng rất là khó khăn. Dạ. Dạ. Cái tuổi thì già nhưng mà về là cũng mừng lắm rồi. Dạ. Dạ. Thôi bà, giờ mình vô nhà mình ăn cơm nha bà. Giờ ăn cơm bà ơi, đói bụng quá. Thôi giờ muốn đi ăn phở, có tiền bà đi mua phở đãi con nha. Giờ bà cười không? Sao bà? Ăn cái phở chân, nha. Cái chân bà cũng ấy hết rồi kìa. Cái chân bà yếu đi chơi mấy con món không éo rồi. Nãy giờ nãy giờ bỏ dép ra cho con xem đi bà. Nãy giờ cũng không để ý nên là trời ơi cô bác chị xem nè. Cái con chân nó bị túm lại nè. Bà có đau không? Không. Trời ơi. Trời ơi, yếu quá trời luôn mà đi. Nãy giờ tại con không đê, tụi con không để ý, nó cứ ở trên không à. Đi rồi quên lấy chai dầu cho bà nữa. Để bữa nào tụi con qua đem qua biếu cho bà một chai dầu nóng. Dạ. Trời ơi, kim tay xỏ lại. Trời ơi, bà xỏ cứng á. Hồi nãy giờ Phong không để ý. Thấy ngó, thấy bà ngó bà đĩa đĩa trên không mà giống cuộn kim tay xỏ vô cứng ngắt. Thôi bây giờ không có thấy thấy mấy chú tới rồi nó nói chứ cũng sợ nó bay không có nhiều. Dạ. Mua đồ ăn kìa bà thấy thương. Dạ. Ghê. Thôi bà vô bà nghỉ nha. Tụi con đi về. À. Rồi nếu mà có cái duyên nào đó từ Mạnh Thường Quân thì tụi con tiếp tục đi tới thăm bà, dẫn bà đi đi ăn luôn, bà chịu không? Sao cũng được á, bà dễ chịu quá, dễ chịu bà quá. Dễ thương quá trời. Dạ không nghĩ bà biết thấy không định về, nhưng mà bà nắm tay Phong về. Hồi nãy giờ bà nắm tay Phong không, bà cũng nắm tay con, nắm tay con cầm mấy quay không đó, đó. Bà cầm cái là Phong để luôn chứ Phong không bà cầm á, bà cầm cái tay của Khánh này. Dạ dạ dạ. Bây giờ bà vô nha, bà vô nghỉ ngơi đi rồi chứ bà đứng ở đây hoài là con không có về được á. Thôi bà vô bà nghỉ đi. Dạ. có gì chút người vô nghỉ cũng được đó. Trời bà mừng quá. Rồi thôi bây giờ thì con xin phép bà, người bà yêu dấu thì con xin phép con về. Chúc bà cũng dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng bình an, thì luôn nghĩ tới tụi con là được rồi. Thì cái đó là niềm vui hạnh phúc rất là lớn, và đặc biệt nhớ đến những mạnh thường quân mà đã giúp mình trong những lúc khó khăn. Thì thôi chào bà nha. Cảm ơn đi. Bye bà. Dạ thôi bây giờ hai tụi con cũng xin phép đi về nha bà. Ném chút là con chạy về phải vòng lại thăm bà nữa. Dạ. Rồi bye bye. Dạ bye bye bà.
Dạ anh chào bà nha, có dịp thì hai anh em con sẽ qua thăm bà tiếp. Dạ con bye bà nha. Dạ con chào bà. Dạ. Bà vô nghỉ, bà đi một mình vô được không bà? Được. Dạ. Vô đi. Dạ thôi bây giờ thì Khánh với Phong cùng với mấy bác cô ở đây là đi về. Đây đây ông bà cô bác ơi, nãy giờ thì hai anh em cũng ghi hình bà ở đây. Thì bà giờ là bà thấy thương quá, bà không chịu vô nghỉ, và lần đầu tiên bà nhận được quà bà cũng vui mừng quá, bà ra đây bà tiễn hai anh em đây. Bây giờ hai anh em cũng xin phép đi về. Thôi bà vô bà nghỉ đi bà ơi. Được rồi. Trời ơi bà cứ đi bà dịnh tường bà ra bà tiễn hai. Giờ hai anh em đi về, Phong cũng lấy cái chỉnh sửa cái lại cái điện thoại để cất đồ nghề đây. Dạ, thôi bây giờ cũng xin kính chúc ông bà cô bác là luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều thành công trong cuộc sống luôn. Dạ. Dạ thôi hai anh em đi về luôn ông bà cô bác ơi. Dạ hẹn ông bà cô bác ở những video tiếp theo. Có gì thì cũng nhờ Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước thì xem xét cái hoàn cảnh của bà ở đây á, thì có thể giúp đỡ cho bà một phần nào để có sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Dạ thôi giờ Khánh xin chào luôn. Bà tiễn đưa hai anh em xong rồi Khánh đi ra đây dắt xe, mà thấy bà ngồi đó luôn, bà mệt bà thở bà ngồi đó kìa ông bà cô bác ơi. Đây Khánh zoom lên cho ông bà cô bác xem đây. Đó. Bà tiễn hai anh em ra xong rồi bà ngồi bà mệt luôn. Đó thôi bà nghỉ con đi về. Trời. Rồi, thôi Khánh đi về luôn ông bà cô bác ơi.